nha. À, hôm nay buổi chiều á, trời không có mưa cả nhà, trời mát mẻ thì Phương xuống Phương dọn cái giường. Thì cái giường Phương trồng củ hoa với đại dưa á, thì cũng mấy tháng rồi, bây giờ nó cũng tàn hết rồi ha. Thì hôm nay Phương bắt đầu dọn, Phương dọn sạch hết để Phương làm rác rồi gọn gàng cái giường đó cả nhà. Để xem trồng cái gì mình trồng ha. À, bây giờ xin mời cô chú chị và các bạn cùng mình đi dọn giường của Phương nha. Đây cái giàn củ hoa thì nó tàn hết rồi cả nhà ơi. Phương trồng đây cũng mấy tháng rồi. Ở bên đây thì Phương cũng khô héo, Phương cũng cắt dây, Phương bỏ hết rồi. Thì bây giờ bắt đầu dọn ha. Dọn xong nè cả nhà. Rồi chờ làm cỏ. Làm cỏ sạch hết rồi, dọn sạch hết mới làm đất được ha. Thì hôm nay Phương dọn cái giàn xong rồi. Tại cái giàn này cũng cũ, cái nhà mấy năm mà nó mục hết rồi. Thì Phương dọn hết để Phương làm đất rồi. Phương bắt đầu làm lại cái giàn mới ha. Mệt quá nha. Tạm thời xong một mớ này. Ngày mai Phương sẽ nhổ hết cái cỏ này phơi nắng cho nó khô và dọn sạch sẽ. Lúc đầu mình mới cuốc đất được ha. Hôm nay Phương gỡ mớ gỗ nè cả nhà. Để Phương lấy mấy cái trụ này á, Phương làm chân, làm giàn ha. Tổ này em chồng mình bán á cả nhà. Mà những gỗ vụn này không có sử dụng nữa cho nên là Phương xin á, em chồng mình nó chở gì ra cho mình nè. Bây giờ mình tự mình gỡ ra để mình làm cái giàn ha. Cái gỗ này dạng cái gỗ cao su cả nhà, cây cao su á, cho nên là nó rất là mềm, nó nhẹ nữa. Nói chung là mình làm tạm thời thôi chứ nó cũng không có bền nữa cả nhà. Chừng dài mùa mưa là nó cũng mục à. Cái đinh này họ đóng á cả nhà, là cái dạng đinh mũi khoan á, cây đinh mà nó có cái mũi khoan luôn cả nhà, nó không phải giống như là cái đinh thường của mình. Bữa nay Phương gỡ mấy cái gỗ này á, ngày mai Phương sẽ dọn dẹp đất ở ngoài đó thì Phương sẽ đào lỗ, Phương chôn, Phương làm cái giàn ha. Hôm nay Phương sẽ dọn cỏ rác ở đây nè cả nhà. Thì ở đây có cỏ rác rồi cây cối, những vật dụng này nọ kia tùm lum hết, Phương gom hết, Phương đem bỏ bên ngoài ha, để cho cái khu này mà người ta dọn dẹp đường á, người ta sẽ dọn dẹp giùm cho mình, người ta đem đi chỗ khác người ta bỏ ha. Thì có bạn nói á, cỏ rác này á, để là làm phân được sao mà Phương đem bỏ uổng. Thì nếu như cỏ rác không thì làm phân được ở nhà, còn này cây cối rồi bột mủ dây nhợ, nói chung là từ lưa hột dưa hết, cho nên là Phương bỏ ha, chứ Phương không có lấy. Ủ phân rác á, là đủ Phương sử dụng rồi. Còn mấy cái này nè, nói chung là Phương có đổ trong gốc cây á, đổ nhiều lắm cả nhà, cho nên là Phương không có đổ nữa, Phương đem vào đây Phương để ha, dẹp bớt cho nó sạch sẽ cả nhà, nết có mũi nữa. Vườn nhà Phương á, trời mưa xuống á, mũi rất là nhiều luôn á. Đó thì Phương dọn cỏ là xong hết rồi. Giờ Phương sẽ chôn mấy cái trụ xuống để chuẩn bị làm giàn. Thì mấy cái trụ này á là cái gỗ vụn mà không còn sử dụng nữa cả nhà. Còn Phương xin về rồi Phương gỡ á, Phương lấy mấy cái gỗ mà to cỡ này cả nhà. Nó cao khoảng 3-4 thước á. Thì Phương gỡ được 8 trụ à. Phương sẽ phân á, phân đều ra rồi mình sẽ cắm mấy cái trụ này xuống ha. Thì mốt mình sẽ gác mấy cây trên nha. Rồi mình trồng cây cho nó bò lên ha. Hôm nay trời có nắng á, Phương tranh thủ Phương cuốc. Cuốc đất lên để cho nắng nó khô ráo đất á cả nhà. Rồi cái trụ thì chịu mát mát Phương sẽ làm ha.
Thì bây giờ chiều mát rồi cả nhà. Phương sẽ đào lỗ để Phương đo trụ ha. Thì Phương đào một cái lỗ rồi Phương đo cái trụ để Phương cưa. Phương cưa cho cái vàng nó phù hợp với Phương rồi Phương sẽ cố định ha. Phương sẽ cố định cái vàng luôn. Cái đất nhà Phương á, hồi trước mẹ chồng Phương kêu người ta đổ đất đỏ cả nhà. Cho nên là dưới đất rất là cứng luôn á. Nắng thì nó cứng mà mưa ướt thì nó dẻo nhẹo rồi cả nhà, nó dạng đất sét á. Đất ở đây trồng cây cây nó cũng khó phát triển nữa. Tại vì dưới toàn là đá sỏi rồi đất sét không à. Chỉ có một lớp ở trên đây là đổ đất đen để trồng rau thôi. Đào xuống dưới toàn đá sỏi đất sét không cả nhà. Tại vì hồi trước á, cái nhà này người ta làm á là người ta đổ đất đỏ với lại ba cái đá dụng á cả nhà. Người ta đổ ở dưới nhiều lắm. Thì cái lỗ Phương đã đào xong à. Phương cho cái cây xuống để Phương đo cả nhà. Thì cái vàng á Phương làm nó qua khỏi đầu của Phương thôi ha. Bây giờ Phương sẽ đi cưa. Cả nhà ơi, tối à. Mình lấy cái thước này mình đo nè. Mà mình cũng không rành đo cái thước này nữa cả nhà ơi. Thì cái cây trụ này á nó là 8 nè cả nhà. 8F ha. Ở đây để 8F nè. Thì cái cây trụ đó nó hơn 8F á cả nhà. Hơn 8F là 250 nè. Đó, cả nhà xem cả nhà biết không chứ Phương thì Phương cũng rành cái thước này cả nhà ơi. Đó. 8F là 250 cái này ha. Không biết là mấy thước nữa. Phương từ nào Phương có đo thước này Phương không biết cả nhà ơi. Chỉ cho cả nhà xem là nó để là F á là 8F mà cái cây này nó dài hơn 8F, nó tới 250. Nó qua khỏi 8F ha. Thì bây giờ Phương lấy 7F rồi cả nhà. Phương lấy ngay chỗ số 7F ha. Số 7F thì nó cao hơn, nó cao qua khỏi đầu Phương ha. Tại vì Phương làm cho nó vừa để mình đứng. Mình đứng để mình giơ tay lên mà mình cột dây này nọ kia cả nhà, cho nó vừa với Phương á. Cho nên là Phương làm nó cao hơn Phương ha. Chứ mà cao qua khỏi cái tay của Phương thì Phương cột không có được. Mắc công mình phải bắt thang bắt ghế cả nhà. Mình làm cái vàng nó cỡ qua khỏi cái đầu của mình, mình vừa giơ cái tay lên đụng là được ha. Để mình có thể dễ dọn dẹp cắt lá này nọ kia với mình cột dây cả nhà. Hiện giờ Phương sẽ cưa bớt ha. Cây trụ á, Phương chôn xuống thì khoảng nó sâu khoảng 2 gang tay của Phương nha cả nhà. Nó cao cỡ này á. Thì nó còn khúc trên, nhưng mà khúc trên thì nó cao quá, Phương dối lên không tới cả nhà. Cho nên là Phương đo á, Phương đào lỗ xong rồi Phương cho cái cây xuống á. Rồi Phương xem nó cao bao cao á, rồi Phương đo rồi Phương cưa ha. Đây quay cho cả nhà xem cái thước nè. Nó là dài nè cả nhà. 1F nè. Đây 2F. Thì cái cây đó Phương lấy là 7F ha. Ở cả nhà xem như thế này cả nhà có biết là bao nhiêu không chứ Phương là Phương không biết thiệt á. Không có sử dụng gì mấy cho nên là cũng không tìm hiểu là bao nhiêu nữa. Tại nhiều bạn cứ hỏi Phương á thì hôm nay Phương đo cho cả nhà xem á. Hôm nay Phương mượn cái thước của ông xã để đo để cưa cả nhà. Cưa xong mà ngày mai Phương mới làm tiếp chứ giờ tối à. Mệt quá trời cả nhà. Nói chung là làm cái này là tự Phương làm hết chứ Phương không có kêu ông xã làm ha. Tại vì mấy cái vụ này là mấy cái vụ riêng của mình, tự mình làm thôi. Ông xã mắc làm công chuyện riêng của ông xã cho nên là ông xã không có làm mấy cái này cho mình được. Khi nào mà những cái việc gì mà cần thiết lắm mình không có làm được, mình mới kêu ông xã mình làm thôi. Còn mấy cái này thì mình làm được ha. Bây giờ Phương đi đào lỗ nha cả nhà. Thì cái vàng này Phương làm á, nó khoảng cao 1m7 nha cả nhà. Tại vì Phương là Phương cao 1m62 rồi. Thì cái vàng đó nó cao qua khỏi cái đầu của Phương á. Phương giói tay tới để Phương cột dây hay là Phương cắt lá cả nhà. Thì cái vàng này khoảng 1m7 ha. Làm vàng á thì cả nhà nên làm qua khỏi cái đầu của mình thôi, đừng có cao quá ha. Cao quá mình chăm sóc không có tới cả nhà. Mình phải bắt thang, bắt ghế mình leo trèo cả nhà. Nó nguy hiểm á. Cho nên là mình làm qua khỏi đầu là được rồi.
Thì hôm nay Phương làm cái vàng này á, tổng cộng là 13 cái trụ hay cả nhà. Tiền là Phương làm cái giống như là mình làm cái bộ sườn á cả nhà. 11 thì mình sẽ gác cây ở phần trên, là mình tự tự mình gác cây sao ha. Tại bây giờ mình chưa có trồng á, mình làm cái trụ sẵn vậy thôi. Mình làm nguyên cái bộ sườn á. Rồi 11 mình sẽ gác cây từ từ, mình trồng cây, mình sẽ cho cây nó bò lên đó cả nhà. Tại thì Phương cũng chưa biết là Phương định trồng cái gì nữa, cho nên là Phương chỉ làm cái vàng thôi. Rồi 11 á, thì từ từ Phương sẽ tính tiếp rồi trồng cái gì ha. Thì mình làm cái vàng sẵn vậy cả nhà. Mình không trồng cây leo á, mình trồng rau cải đồ á, mà trời nắng quá mình cũng có thể kéo lưới mình che cả nhà. Cây nó cần nắng, nhưng mà nắng quá cũng không được cả nhà, nắng quá mình phải che lưới cho nó mát ha. Thì Phương làm sẵn cái vàng này để Phương trồng cải, rồi Phương kéo lưới Phương che luôn. Hôm nay trời có nắng, Phương rải vôi, Phương diệt khuẩn cho đất luôn ha. Rồi Phương cho phân xuống đây, Phương trộn luôn. Thì đất Phương rải vôi, rải phân, Phương ủ vài bữa rồi. Thì hôm nay Phương sẽ cuốc lên để Phương trồng cây ha. Thì cái đất này làm xong mới cái nhà Phương sẽ trồng cà pháo ha. Tại vì Phương gieo cà pháo, bây giờ cà pháo lớn hết rồi. Mà giờ ở trên sân thượng rảnh hết chỗ trồng mà, nên là Phương sẽ trồng cà pháo đây ha. Thì còn mấy cái trụ nữa Phương chưa có đào lỗ nữa nha. Còn mấy cái trụ nữa Phương đào lỗ rồi Phương cắm trụ nữa phía sau ha. Bên đây Phương cắm được 3 trụ rồi nè. Cắm thêm 3 trụ nữa là được 6 trụ mình được cái vàng ha. Thì Phương không có rảnh đó cả nhà. Nhà nào rảnh thì Phương làm tí đó. Làm mấy ngày nay mà chưa có xong rồi cả nhà. Thì bữa nay Phương làm xong cái đất này để Phương trồng cà pháo chút trước ha. Đây cà pháo Phương gieo được hơn 30 ngày. Thì nó nhỏ cỡ này là mình trồng đã được rồi cả nhà. Tại vì Phương không có làm đất kịp á, cho nên là Phương để nó bự quá trời luôn rồi. Thì mình bứng cho khéo ha, đừng có để nó bể cái đất này ra các bạn. Bứng lên thì mình bóp chặt cái đất này lại ha, rồi mình đem đi trồng. Rồi bây giờ Phương bắt đầu trồng. Thì mình trồng thưa thưa ha. Thì khoảng một hàng này Phương trồng 6 cây. Thì hai hàng Phương sẽ trồng 12 cây. Rồi Phương trồng xong rồi, bây giờ Phương sẽ tưới nước ha. Thì cái mé bên kia Phương trồng cà pháo. Còn bên này thì để Phương xem Phương trồng cái gì nữa thì Phương trồng tiếp ha. Cái mé bên đây còn 3 trụ nữa mới đủ cả nhà. Thì Phương sẽ đào thêm 3 cái lỗ để Phương cắm thêm 3 cái trụ nữa ha. Rồi mình mới bắt cây mình làm cái vàng được. Thì Phương làm sẵn cái vàng thôi cả nhà, chứ Phương không có trồng cây leo ha. Tại vì ở dưới Phương có trồng cà rồi cây dưới á. Nếu mà mình làm cái vàng cây leo lên á thì những cái cây mình trồng dưới nó không có phát triển được. Cho nên là Phương làm sẵn thôi, chứ Phương chưa có trồng cây leo ha. Giờ Phương làm sẵn, mai mốt có trồng cây leo á thì Phương sẽ cho nó leo lên. Thì hôm nay Phương sẽ trồng thêm bắp á cả nhà. Bắp này là Phương gieo được 6 ngày rồi. Đây Phương trồng bắp xong rồi cả nhà. Phương trồng 12 cây ha. Ở bên đây thì cà pháo cả nhà. Phương cũng xới đất lên xong rồi để Phương bón phân ha. Thì mình trồng cây mà trời mưa mà nó dẻ đất á cả nhà. Thì mình thường xuyên xới lên như thế này ha. Thì cây nó sẽ nhanh phát triển, nhanh lớn. Chứ mình để chai đất thì cây nó chậm lớn nha. Thì cái vườn Phương đã làm đất xong rồi nha. Phương đã trồng một mớ cà pháo rồi, một mớ bắp. Rồi thì bên kia là ngò, với lại cây cải mà bộ công anh đó cả nhà. Thì cái vàng này Phương đã cắm cây xong rồi. Khi nào Phương trồng cây leo á, Phương sẽ bắt cây lên trên để cho cây leo nó bò lên ha. Hiện tại thì Phương chưa có trồng cây leo á, cho nên là Phương chưa có bắt cây lên. Đó thì cái video của Phương tới đây á, Phương cũng xin được kết thúc tại đây ha. Cái bắp này á, Phương sẽ cập nhật những cái video sau ha. Cả nhà nhớ
đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới của mình ha. Thì Phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Phương nha. Phương chúc cô chú anh chị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Cô chú anh chị và các bạn xem cái video của Phương thấy mà có hay có thích thì nhớ cho Phương xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Phương nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.